Rồi thêm một con ý khỏe. Rồi thêm một con đẹp nữa. Wow. Nguyên xin hết luôn. Con này số khung của nó là gì đây? 4779 DCBBH xịn. Nhân chân. Mình chưa có vệ sinh nè, nhìn hơi dơ. Xích zin của nó bình thường thôi, tại mấy con này mấy con lướt mà phun canh thôi. Lên đây chơi xíu. Để xíu nó lấy chìa khóa. Chưa có rửa rồi. Rồi các bác đợi chút nha, xịt nước liền. Rồi mới vừa xịt nước xong quay lại nè, chỉ cần xịt nước thôi là sạch bông rồi. Đầu máy chữ thái nha. Thái xịn rồi. Chưa gắn cái đít vô để chút mình gắn nếu đập thành đập zin nữa nè. Khoan bỗng chưa có rửa gì đây, chút mình rửa quay trước cho bác xem. Còn độ mới thì chắc các bác cũng biết rồi. Này tháng 2 25 giống như trang con kia vậy. Bơm nè. Chưa rửa. Nhìn nó dơ dơ chứ cho nó đẹp hơn mấy cái hộp số mấy mấy kia nè. Rồi xong con này. Rồi về xong cái lô máy thái đẹp nè.
giờ ráp đồ vô nó là xong rồi. Con này là số 326, số thứ tự 324. Đây là kho máy còn. Rồi. Đã đặt chân về tới Việt Nam. Các bác nào cần thì cứ tới xem. Máy sẵn sàng có mặt ở công ty. Alo. Con này là mới nhất nè. Mới cáo cạnh luôn, bây giờ đắp đồ vô đi rồi ngày mai mới làm video được. Tại chưa có xong, chưa có rửa. Còn dơ vậy đó. Rồi, cảm ơn các bác nha.